Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và như vậy là phiên bản iOS 16.1 chính thức cuối cùng cũng đã được phát hành ra. Và với bản iOS 16.1 này sẽ mang đến chúng ta rất nhiều những thay đổi mới lạ, cũng như nó đã fix hầu hết gần như những cái lỗi tồn động ở cái iOS 16 trước đó. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu vào video để chúng ta tìm hiểu xem là với những cái thay đổi của nó thì sẽ có gì mới lạ, cũng như là có nên lên phiên bản iOS 16.1 này hay không. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ nói về mức dung lượng update ha. Thì với iOS 16.1 ở trên con máy của mình đang cầm đó là iPhone 12 Pro thì nó sẽ có cái mức update là đâu đó tầm khoảng 5.14GB. Thì mỗi con máy nó sẽ có mỗi cái dung lượng update khác nhau, thì các bạn có thể vào cái phần update trên điện thoại của chúng ta, sau đó các bạn kiểm tra xem là với máy của các bạn nó update là bao nhiêu GB. Nhưng mà nói chung là với cái phiên bản này thì nó thay đổi cũng khá là nhiều, nên cái mức dung lượng của nó cũng rất là cao ha, chứ nó không chỉ đơn thuần như là fix một số những cái lỗi nhỏ. Trước tiên thì mình sẽ nói về những cái lỗi tồn động xem là nó đã có fix được hay không nha. Cái lỗi lớn nhất mà khiến cho người dùng chúng ta cực kỳ khó chịu từ khi mà trải nghiệm những cái bản iOS 16 beta tới iOS 16 chính thức, và thậm chí là tới iOS 16.1 bây giờ mà mọi người rất quan tâm, đó là cái lỗi bàn phím tiếng Việt. Và khi mà các bạn bấm tiếng Việt thì nó sẽ bị lẫn lộn qua tiếng Anh này nọ. Tùy model máy, có một số model thì nó vẫn còn lỗi rất là nặng, và cũng như là một số model thì ở các phiên bản trước nó cũng đã update và cũng như là đã fix được một phần nào. Thì với iOS 16 nó sẽ fix cho các bạn gần như triệt để, lưu ý nha, chỉ là gần như thôi, nó chỉ đang ở mức đó tầm khoảng là 90-95% cho hầu hết tất cả các model máy. Và những bạn nào mà chúng ta có theo dõi những cái diễn đàn về người dùng iPhone này nọ thì các bạn cũng thấy là có một vài người cũng đang chia sẻ là máy của họ vẫn còn gặp cái tình trạng là lỗi bàn phím. Tuy nhiên thì cái việc mà nó diễn ra cái lỗi này thì nó đã hạn chế rất nhiều, và cũng như là nó đã không còn bị thường xuyên như ngày xưa nữa. Thì sau đó các bạn bấm tầm khoảng 10 lần đi thì các bạn chỉ bị đó tầm khoảng một lần, và nó bị rất là ít, thì các bạn xóa cái từ đó, các bạn bấm lại thì nó hoàn toàn không bị nữa. Thì nói chung đây cũng là một cái tín hiệu mừng ha. Thì tùy model máy nó sẽ còn gặp lỗi ít hay nhiều. Và các bạn hãy comment xuống ở phía dưới xem là với model của các bạn khi mà lên iOS 16.1 thì nó có còn lỗi hay không, để coi là chúng ta có cùng chung một cái tín hiệu mừng hay không. Chứ với iPhone 12 Pro khi mà mình update lên từ hôm qua hôm nay, mình nhắn tin trên Messenger nè, rồi trên Line và cũng như một số những cái khác nữa, thì mình thấy là nó cũng chưa có những cái tình trạng là bị lỗi bàn phím xảy ra. Thì cũng một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà cũng thấy khá là mừng rồi đấy. Ít ra sử dụng thì nó đỡ cọc. Tiếp theo đó là cái lỗi về nóng máy và cũng như là tụt pin nhanh thì cũng đã fix được rồi. Nên vì thế là các bạn sử dụng ở trên con máy của chúng ta thì nó sẽ có một cái thời gian sử dụng được lâu hơn một chút. Điển hình là iPhone 12 Pro của mình, từ lúc update tới bây giờ thì mình thấy pin nó trâu hơn hẳn nha. Mình sử dụng nó cũng rất là ok la luôn. Và đặc biệt nhất là mình đã có thử chơi game PUBG Mobile, khi mà mình bật lên cái mức độ hỏa cao thì nó không còn nóng rang như trước. Dĩ nhiên là nó vẫn còn nóng, bởi vì chơi với mức độ hỏa quá cao thì chắc chắn là máy nó phải nóng thôi, không thể nào không nóng được. Chỉ là nó không nóng lên nhanh và cũng như không bị nóng rang nữa. Nên đây có thể cho là một tín hiệu mừng rồi. Và những bạn nào chúng ta đang gặp tình trạng nặng, bị lỗi nặng ở các phiên bản trước á, về tụt pin nè, lỗi bàn phím nè, cũng như là bị nóng máy, thì mình nghĩ với iOS 16.1 thì các bạn nên lên đi. Bởi vì ở phiên bản kia các bạn cũng đang lỗi rồi, lên iOS 16.1 biết đâu model của các bạn sẽ được fix triệt để những cái đó, cho chúng ta có những trải nghiệm tốt hơn. Cái thay đổi tiếp theo là một trong những cái mà mình cảm thấy rất là tiện ích nếu như các bạn là một người sử dụng nhiều thiết bị iPhone cùng một lúc nè, hoặc là các bạn muốn một cái sự đồng bộ hóa cho cái sản phẩm thiết bị iPhone của bạn với lại các thiết bị của trong gia đình, đó là chúng ta có thể chia sẻ thư viện ảnh trên iCloud. Bây giờ sau khi mà các bạn cập nhật lên phiên bản iOS 16.1 thì người dùng chúng ta sẽ có thể tạo cả thư viện ảnh để chia sẻ, thay vì chỉ là một album theo tiêu chuẩn trước đây với tối đa là 5 người. Với những cái thành viên mà chúng ta được chia sẻ cái thư viện ảnh này á, thì các bạn sẽ có thể chỉnh sửa nè, chúng ta có thể thêm, các bạn chỉnh sửa hình ảnh xong này nọ thì lập tức nó cũng sẽ đồng bộ với lại tất cả những cái thư viện ảnh mà các bạn đã chia sẻ cùng một cái iCloud. Và nó sẽ giúp các bạn chúng ta có thể đánh dấu được bức ảnh và cũng như là những cái video yêu thích của chúng ta trong cái album đó. Điểm thay đổi số 3 đó tính là tính năng Live Active. Tuy nhiên thì cái tính năng Live Active này thì nó chỉ áp dụng ở từ iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max này nọ thôi. Và điển hình đó là một số những chiếc máy có cái màn hình hiển thị OLED display.
khá là đáng tiếc, bởi vì mình cảm thấy rất là thích cái tính năng này. Nó có thể giúp chúng ta theo dõi trực tiếp một số những cái app bên thứ ba. Và sau khi mà mình coi cái demo của Apple họ đưa ra thì các bạn có thể thấy là thậm chí là bên nước ngoài nè, chẳng hạn như chúng ta có Memin, có Grab này nọ, thì nó sẽ hiển thị cả cái lộ trình trực tiếp ở ngay trên cái phần màn hình khóa luôn. Các bạn sẽ không cần phải mở khóa, các bạn không cần phải đi vào app nữa, mà các bạn có thể nhìn trực tiếp trên này cái mức di chuyển của nó đang ở mức độ nào luôn. Chúng ta có thể theo dõi một cách trực tiếp và nó rất là hay. Chỉ đáng tiếc một điều là hầu hết là các model khác không được áp dụng, chỉ từ iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max trở lên mới có thể sử dụng thôi. Quá đáng tiếc cho cái tính năng Light Assist này. Số 4 đó là thay đổi về cách hiển thị phần trăm pin. Từ iOS 16 thì các bạn đã biết là dòng iPhone X trở lên thì chúng ta đã có thể quay trở lại và bật được cái khả năng hiển thị mức phần trăm pin rồi. Tuy nhiên cái thời gian đầu á, nếu mà các bạn nào chúng ta sử dụng thì các bạn sẽ có một số những cái hơi bị khó chịu, bởi vì cái mức dung lượng pin của nó ghi số, nó giảm số, nhưng mà cái thanh pin của nó thì nó không có giảm, đúng không? Và nó chỉ có thay đổi theo màu, theo tùy cái mức độ mà thôi. Ví dụ như các bạn xài xuống giữa thì nó màu xanh, là xuống giữa nó màu vàng, nó màu đỏ. Đó thì cái pin nó chuyển màu thôi, chứ nó không có đi xuống từng nấc giống như là ở trên một số những thiết bị Android, và có thể khiến chúng ta hơi bị khó nhìn. Còn đối với iOS 16.1 thì bây giờ cái phần trăm pin của nó sẽ hiển thị trực quan hơn khá là nhiều, và chúng ta sẽ thấy được cái mức dung lượng pin nó đang tiêu hao tụt dần luôn, giúp các bạn có thể kiểm soát một cách tốt hơn. Số 5 đó là tính năng liên quan tới Apple Wireless. Thì với cái ví này á, một số người thì mình thấy là họ dùng cũng khá nhiều nha. Lưu tài liệu, lưu chứng minh thư nè, rồi cũng như là lưu thẻ ngân hàng, thậm chí là có thể lưu vé máy bay này nọ luôn. Và một số bạn trong thời gian dạo gần trước á, thì còn có tích hợp cả thẻ ngân hàng để thanh toán Apple Pay nữa cơ. Nhưng có một số người lại giống như mình, đó là không sử dụng cái ví này. Do đó để ở trên cái máy của chúng ta thì một phần nào đó nó sẽ ngốn gọi là cái dung lượng bộ nhớ này nọ, và cũng như là nó chật thêm về cái khung hình này nọ, mà chúng ta để hoài muôn đời chúng ta lại không sử dụng. Thì với iOS 16, Apple đã cho phép các bạn xóa cái ví này rồi, nên những ai không sử dụng các bạn có thể bấm vào và lập tức là delete nó ngay, giống như mình cũng vậy. Bây giờ thì mình sẽ delete nó luôn. Hoặc là thôi, tại vì cơ bản mình không có sử dụng nó nên bây giờ để nó ở đây thì cũng chẳng làm gì cả. Do đó các bạn nếu là người không sử dụng Apple Wallet nè, không có cần Apple Pay nè, không có lưu trữ chứng minh thư, vé máy bay gì trong cái ví này hết, thì các bạn có thể xóa để cho máy nó nhẹ hơn. Và cuối cùng, để trả lời cho câu hỏi là có nên lên phiên bản iOS 16.1 hay không, thì câu trả lời dành cho các bạn đó là có nha. Các bạn nào chúng ta đang sử dụng những phiên bản iOS cũ đang gặp lỗi bị lag, rồi cũng như là bị nóng, rồi cũng bị tụt pin hay này nọ, đó, lỗi bàn phím nữa, lên hẳn iOS 16.1 này để chúng ta có thể fix triệt để một số những cái lỗi đó, dùng cho nó ngon lành và nó mượt mà hơn. Thậm chí là chúng ta có thể trải nghiệm được một số những tính năng mới vừa được Apple update ở trên phiên bản iOS 16.1 này. Và đây sẽ là danh sách những chiếc máy chúng ta được phép update lên iOS 16.1. Các bạn có thể theo dõi, nếu mà máy các bạn đang nằm trong cái danh sách này thì các bạn có thể lên nha. Tuy nhiên lưu ý cho mình, có một cái lời khuyên, đó là những máy nào đã quá cũ, chẳng hạn như iPhone 8 rồi cũng như là iPhone X hay này nọ, thì chúng ta hạn chế lên, bởi vì lên thì nó cũng có phần gọi là hơi nặng, hơi khiến chúng ta sẽ lag một tí xíu. Còn những ai đang sử dụng những model gạo gần đây từ 11 trở lên này nọ thì nó vẫn còn quá tốt, hiệu năng vẫn còn quá mạnh mẽ, thì các bạn vẫn có thể lên nha. Cái này thì nó sẽ nằm ở cá nhân mỗi người, nên các bạn có thể cân nhắc để xem là nhu cầu của chúng ta có cần thiết hay không nha. Ok, và cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi video tổng hợp những tính năng thay đổi trên iOS 16.1 của mình. Và xem hết video này, các bạn đừng quên cho mình một like cũng như nhấn nút đăng ký kênh của Thế Giới Động nhé. Sau khi lên iOS 16.1, các bạn có những trải nghiệm thế nào, có thể chia sẻ ngay dưới phần bình luận, và các bạn có lên hay không cùng mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Bye bye.